Hello, chào các bạn. Trong những ngày vừa rồi đúng không, khi mà thầy bắt đầu chia sẻ là thầy có khai giảng lớp luyện đề chuyên sâu cùng thầy, thực sự đây là khóa học mà thầy rất là tâm đắc, thì đã có rất nhiều bạn inbox và hỏi thầy chi tiết về khóa học ấy. Thì thực sự là thầy cũng hơi bận một xíu, thành ra thầy chưa thể trả lời hết các bạn được. Thế nên thông qua video này thì thầy muốn chia sẻ những cái thông tin về lớp học đến với các bạn để các bạn có thể hiểu hơn nhé. Nếu mà phải sử dụng 4 tính từ để miêu tả về khóa học của thầy nhá, thì thầy sẽ chọn ra 4 cái tính từ này. Thứ nhất đó là nó sẽ intensive, thứ hai là updated, ba là elite và cuối cùng là efficient. Thế bây giờ thầy sẽ giải thích cho các bạn. Đầu tiên nó là mang tính intensive, tức là sao trong khóa học này là một khóa học luyện đề với cường độ cao. Ngoài ra thì thầy sẽ còn củng cố cái kỹ năng đọc hiểu cho các bạn nữa và giúp các bạn có thể chinh phục điểm 8 cộng và 9 cộng trong cái dạng nước rút chỉ còn 5 tháng cuối cùng này thôi. Tiếp theo số 2 đây của chúng ta là chính là updated, tức là mang tính cập nhật. Thế thì đây, tất cả những cái đề mà thầy sử dụng trong khóa học đều là do chính thầy biên soạn, và thầy có quan sát những cái thay đổi thực sự rất là nhỏ thôi của bộ giáo dục trong 2-3 năm vừa rồi và sẽ áp dụng để xây dựng cái bộ đề phù hợp nhất với các bạn. Thì những cái đề này nó sẽ có tính updated này, và đồng thời thầy sẽ giúp các bạn có thể tiếp xúc với cả tất cả những cái dạng bài có thể gặp trong đề thi, và như vậy các bạn sẽ không có cái cảm giác bị choáng ngợp khi bước vào phòng thi nữa. Tiếp theo số 3 đây của chúng ta chính là từ elite. Thì ở đây nó sẽ hiểu nghĩa chính là bá đạo và cao thủ. Thế thì ở đây trong khóa học thầy sẽ trang bị cho các bạn những cái tips, những cái chiến lược làm bài giúp các bạn để quản lý thời gian và xử lý các câu thật là hiệu quả. Đây là những cái kinh nghiệm mà thầy đã chắt lọc từ hơn 10 năm dạy các lớp luyện ôn thi đại học. Đồng thời thì trong khóa học của mình cũng sẽ có các anh chị trợ giảng là các á khoa học thủ khoa của những trường đại học hàng đầu như là ngoại thương hoặc kinh tế quốc dân sẽ đồng hành và sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái tips mà các anh chị đã áp dụng trong quá trình học của mình. Và cuối cùng yếu tố số 4 ở đây của chúng ta chính là efficient, hiệu quả. Mô hình lớp học của thầy nó sẽ một mô hình lớp học khép kín, tức là sao thầy sẽ luôn luôn đặt các bạn là trọng tâm, mọi hoạt động trong lớp nó sẽ đều hướng đến kết quả và cái thành tích của các bạn. Thế thì mặc dù lớp học của mình sẽ là lớp học online, tuy nhiên chúng ta sẽ học qua một cái ứng dụng online learning riêng để giúp cái việc thầy trò mình dự trong một buổi học mình hẹn nói chuyện trực tiếp như tại một cái lớp học offline. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có các anh chị trợ giảng đúng không? Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy hỏi thầy hoặc các anh chị, mọi người sẽ luôn luôn hỗ trợ và giải đáp những thắc mắc của các bạn 24/7. Và với cái điều đó thì nó sẽ đảm bảo rằng thầy có thể theo sát cái sự tiến bộ của từng cá nhân. Với cái tiêu chí của thầy đó chính là no one is left behind, tức là không có một ai sẽ bị bỏ lại phía sau cả. Nếu các bạn đăng ký và hoàn thành học phí trong cái khóa học của thầy trước ngày 8 tháng 2 thì các bạn sẽ còn có những phần quà rất đặc biệt nữa. Thứ nhất đấy là các bạn sẽ được gửi tặng ngay bộ 30 đề kiểm tra học kỳ 1 mới nhất trên toàn quốc đi cùng cả đáp án. Đồng thời ngoài ra thì đối với những bạn mà kiểu vẫn chưa chắc về kiến thức ngữ pháp hay từ vựng thì thầy sẽ có thể tạo điều kiện cho các bạn xem lại các video bài giảng cộng tài liệu của khóa tổng ôn từ vựng ngữ pháp trước đó của thầy để giúp các bạn có thể có kiến thức vững hơn trước khi mình bước vào cái quá trình luyện đề. Rồi, và nếu mà các bạn vẫn còn có thắc mắc và muốn tìm hiểu thêm về khóa học thì các bạn có thể xem ở trong cái phần link thầy để trong phần caption nhé, và có thể inbox trực tiếp hỏi thầy cũng được, không vấn đề gì cả. Thì rất cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học cùng thầy. Bye bye.